cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay buổi sáng rất là đẹp, hai vợ chồng đang đi vu trên chiếc VF8. Xe đẹp. Xe đẹp mà người còn đẹp hơn. Tự tin nào. Hôm nay ở ngoài biển đẹp quá, trời nắng đẹp, biển đẹp. Chồng đi tập thể dục. Tập thể dục xong rồi, bây giờ trên đường đi về. Lúc nãy thì có một người bạn gọi hỏi Chi, họ không biết là Chi mua xe VinFast. Họ gọi họ hỏi Chi là Chi có biết cái xe VinFast của ai không? Chi nói là của Chi. Anh khen xe đẹp quá. Anh mới mua chiếc Tesla Model X dở cánh. Là xe đẹp cho anh coi bên trong, và lúc đó anh về rồi thì anh hẹn đầu tuần anh sẽ ra coi xe. Được người khen mình cũng thích. Cô bạn cũng hôm nay coi xe, cô bạn rất là thích luôn. Cô bạn khen là xe này đẹp. Khi mà mình có những cái sự lựa chọn của mình á, mình cảm thấy là vui, rất là vui khi lựa chọn, hai vợ chồng là lựa chọn cái xe VinFast. Giờ để mình đi vu, mình đi hàng ngày không tốn xăng, không có tốn xăng nữa, bảo vệ môi trường, xanh sạch, xanh sạch, hai cái đó là quan trọng của các bạn. Lúc trước là coi như hàng tuần là phải đổ một bình xăng đó, rồi bây giờ thì để coi cái bill điện đợt này về cái như thế nào, là có cao hay không. Trời nắng chắc chắn là phải tiết kiệm hơn là khi chạy xe xăng rồi. Xăng ở bên California là mắc nhất nha các bạn, rất là mắc. Bây giờ là được 6 đồng, 5 đồng mấy, 5 đồng rưỡi, 6 đồng. Đây là cây xăng nè, cây xăng này, cây xăng thường đổ. Bên kia thấy là 4 đồng, 5 đồng, 5 đồng mấy á. Chevron xe xăng của Chevron là 4 đồng và 4.89, 4.89 là xăng mà rẻ tiền nhất á. Xăng 89 á, còn xăng 87, còn xăng 92 còn mắc hơn nữa, 5 đồng mấy luôn. Hôm nay nó xuống giá đó, chứ mấy bữa trước là 5 đồng mấy à. Thì hôm nay xuống rồi. Coi như cả tuần nay không có đi biển, nhớ biển. Cả tuần coi như là lo sinh nhật cho chồng, rồi có khách qua, có cô chú Florida qua dẫn cô chú đi chơi. Bạn chắc có coi video của Chi quay về những cái cảnh đẹp, những chỗ đi ăn uống ngon. Đó, tiêu chí của kênh là như vậy đó. Trẻ khỏe đẹp, sống vui, sống khỏe, sống yêu đời. Đó là vợ chồng em. Tụi em là muốn là lúc nào cũng sức khỏe nè, vui vẻ, sống tích cực và cũng muốn lan tỏa tất cả những điều tích cực cho mọi người xung quanh. Thì không, nếu mà các bạn mà muốn vợ chồng Chi đi quay cảnh nào đó thì nhớ bình luận cho Chi biết nha. Hai vợ chồng cũng rất là hợp gu, là thích chơi, thích đi du lịch. Sắp tới đây thì hai vợ chồng coi như gia đình sẽ đi chơi, đi Cabo, San Lucas, đi qua Mễ, coi như du lịch hè. Ở đây là mấy đứa nhỏ đi học cho nên là muốn đi đâu là phải đợi mùa hè mới đi được. Cuộc sống ở bên Mỹ thì rất là bận rộn. Thì có nhiều người cũng hỏi Chi á, là hai vợ chồng làm gì mà sao thấy đi chơi suốt. Thì Chi thì công việc của Chi là làm nghề tự do, cho nên là cái thời gian á, Chi làm theo cái lịch trình của mình thôi. Một tuần Chi làm việc thường khoảng 2 ngày. Còn ông xã thì đã chính thức nghỉ hưu rồi, ở tuổi 60. Coi như lúc 59 tuổi là ông xã đã nghỉ
chị cũng đây gần một năm rồi đó. Thì sau khi Covid trở lại thì anh đi làm, nhưng mà cảm thấy cuộc đời nó ngắn ngủi quá, cho nên là quyết định nghỉ. Tại vì đi làm á, công việc cũng áp lực lắm, cũng stress, cũng căng thẳng. Cái tuổi này là sức khỏe là quan trọng trọng nhất rồi các bạn. Mình nghĩ như vậy đó. Đó, thế nên mình quyết định mình nghỉ hưu sớm để mình enjoy thời gian với gia đình, đi ra biển, tập thể dục. Để được có một cái cuộc sống như vậy thì hai vợ chồng cũng đã, trước đó thì hai vợ chồng cũng phải làm và tiết kiệm nhiều lắm để mà mình để dành tiền để mình. Bây giờ thì không cần phải đợi tới lúc mà đúng tuổi là 62 tuổi là về hưu non ở bên Mỹ này. Nếu mình về đúng mà có tiền nhiều á là 67 tuổi cho nam. Còn nói thôi, nếu mà mình cảm thấy đủ thì mình đủ là mình ngưng. Còn đi làm thì nói chung là mình làm nhiều tiền thì công việc nó rất là căng thẳng. Ngày xưa là ông xã anh Lâm là làm về computer, hay như là software engineer, là ở Việt Nam gọi là gì ta? Kỹ sư phần mềm. Ồ, kỹ sư phần mềm. Yeah. Là mấy chục năm rồi. Yeah. Cái tuổi này thấy thấy là mệt, căng thẳng rồi. Căng thẳng. Rất là căng thẳng, nó không có về thể xác thì không có mệt, nhưng mà dùng cái đầu nhiều quá căng thẳng lắm. Căng thẳng quá, tóc rụng luôn. Chưa đến nỗi rụng đâu. Cho nên là thôi bây giờ Mình enjoy cuộc đời nha. Vi vu cùng vợ. Làm tài xế cho vợ, làm cameraman. Yeah. Rồi phụ vợ làm edit những cái đoạn phim cho các bạn xem. Có những cái video đó thì Lâm cũng phải dành nhiều thời gian để mà chỉnh sửa lại để cho một cái video hoàn hảo. Chi thì rất là khó tính. Những lúc mà Chi muốn làm cho nó coi như hoàn thiện cái video, là có những đoạn nào mình cần nên chỉnh sửa, cắt lại cho nó gọn bớt, hoặc là mình để nhạc vào để cho khi mà mình xem á không có buồn chán. Không biết là các bạn xem video của Chi thì thấy Chi có cần chỉnh sửa thêm điều gì nữa không, thì góp ý cho Chi biết nha, để càng ngày cái video càng tiến bộ hơn. Thì Chi cũng nhận được những lời bình luận, những người bạn nói với Chi là càng ngày xem video của Chi làm á càng ngày càng hay. Chi cũng rất là vui, thì Chi cũng muốn mình càng ngày càng tiến bộ hơn, coi như là làm tốt hơn nữa, để không phụ lòng các cô chú anh chị và các bạn đã ủng hộ và yêu thương Chi. Để được có một như ngày hôm nay á, là Chi có được rất là nhiều tình thương của mọi người. Vừa rồi là cái tiệc sinh nhật, điển hình như cái tiệc sinh nhật á, của ông xã đó, là ai cũng nói là Chi tổ chức quá thành công, quá vui. Để được những cái điều đó là những cái tình yêu thương của tất cả mọi người đã dành cho Chi, thì Chi cũng không muốn phụ lòng mọi người, cho nên là Chi muốn làm một cái tiệc coi như là hoàn hảo. Kỷ niệm nha. Kỷ niệm coi như là cái này để kỷ niệm suốt đáng nhớ cho cuộc đời, để đời luôn. Không biết là Chi làm ba cái video, ba phần cho cái sinh nhật, các bạn coi hết chưa? Coi như ba phần luôn mà vui. Hai vợ chồng ham vui. Hợp với nhau à. Ham vui. Nào vui là có mặt hai vợ chồng. Đó là tiêu chí của kênh Chi, sẽ chia sẻ ra những cái
lan tỏa những niềm vui, niềm vui, những cảnh đẹp, những nhà hàng, những quán ăn ngon cho mọi người biết. Có nhiều người ở đây mà nhiều khi những cái cảnh, những cái nơi đi du lịch á, người ta không có biết. Và Chi cũng sẽ đi về Việt Nam một ngày sớm nhất, mà bây giờ hiện tại thì chưa biết, nhưng mà Chi sẽ về, hứa với các cô chú anh chị là Chi sẽ về, Chi sẽ quay cảnh đẹp Việt Nam. Chi gặp khán giả. Dạ. Việt Nam ha. Ôi, xin lỗi, đang cầm cái cây cho nên là nó hơi bị rung quá, các bạn các cô chú thông cảm nha. Đây cái cây ở dưới. Hai vợ chồng là rất là thích ở Việt Nam, thích về Việt Nam chơi, nói chứ du lịch ở đâu cũng không bằng ở Việt Nam hết. Đúng Việt rồi. Nam là cảnh đẹp. Cô chú, anh chị và các bạn trong một kế tiếp. Xin bye bye, chào tạm biệt, bye bye. Bye. Mở ở sau luôn nè, Debbie. Coi xe nè. Coi xe. Xe với màu rắn, rất là đẹp. Đẹp thank hơn. You. Đẹp hơn không. Tesla nhiều. Ồ vậy hả, thank you. Vậy là me make good decision, right? Yeah. The interior design rất là very nice. Yeah, compared to your Lexus. Good job. Yeah, thank you. Mm-hmm. Anh ở sau này nó cũng rộng nữa. Mm. Anh bấm sau anh ơi, em không có chìa khóa. Đó, cũng rộng á nice. Ha. Uh-huh. Yeah. Good. Đó nó có good cái job. Nó có cái thùng ở dưới trong dưới này nữa nè. Oh, đựng mình có thể lấy cái hộp đó ra mình đựng đồ ở dưới nữa. Ồ dạ. Dạ. Đồ đi biển. À, ba người ngồi phải không? Hồi sau. À rồi. Coi như xe này xe 5 chỗ. Ồ oh, good. Nhóc xe đẹp biển như Lexus này chạc là. Chạc cũng mi chạc overnight á. Ừ. Là buổi tối là mi chạc. That's good. Mà cái này buổi tối đẹp lắm Du. Cái dàn đèn này nè. Ừ đẹp. Cái dàn đèn này là nó giống như signature. Hyundai Ioniq 5 cái gì đó. Ồ, bây giờ nó mới ra cái mới nữa đó. Ừ, là cái gì đó. Nó không đẹp. Ừ. Kiểu nó không đẹp bằng cái này. Dạ. Rất là đẹp.
Rồi đổi chiếc đi. Ừ, suy nghĩ. Ok người đẹp, thank you. Đây bạn bạn đi biển chung. À, cảm ơn David. Xe đâu? Xe đậu xe đâu? Ok, see you later nha. Bye bye bạn. À, xe ngoài biển đẹp quá hả? À, đang ngoài nắng, xe rất là đẹp luôn. Đồ đi biển à, đồ ai như dạ. Sao dạ. Ra hít thở không khí trong lành.